Hoa khôi bóng truyền Nguyễn Linh Chi tái xuất trong màu áo bộ Tư lệnh Thông tin. Đúng với chờ đợi của người hâm mộ bóng truyền Việt Nam, truyền hai xuất sắc một thời Nguyễn Linh Chi sẽ tái xuất sau khi hoàn thành thiên chức làm mẹ. Nhắc đến cái tên Nguyễn Linh Chi, người ta sẽ nghĩ ngay đến cô truyền hai số 1 của làng bóng truyền Việt Nam trong một thập kỷ gần đây, sở hữu phong độ ổn định, lối đánh kỹ thuật. Linh Chi từng giành được giải cá nhân truyền hai xuất sắc nhất trong nhiều năm. Nguyễn Linh Chi đến với bóng truyền từ năm 15 tuổi, độ tuổi được xem là muộn ở bộ môn này. Với chiều cao 1m73, cô gái trẻ của đội bộ tư lệnh thông tin khởi đầu với vị trí chủ công. Tuy nhiên với tư duy chiến thật cực kỳ sắc bén, khả năng nhảy truyền cực hay cùng nhiều đường kiến tạo như đặt cho đồng đội ghi điểm, Linh Chi nhanh chóng được huấn luyện viên đưa về vị trí truyền 2. Dù sớm nhận được sự chú ý từ giới chuyên môn nhưng cái tên Linh Chi thật sự bước ra ánh sáng. Khi lần đầu tiên tham dự giải đài truyền hình Việt Nam Cup 2014, nữ vận động viên 24 tuổi thi đấu cực hay, có đóng góp lớn vào chức vô địch của đội tuyển Việt Nam. Cũng từ đây, sự nghiệp của Linh Chi ngày càng thăng tiến và nhận sự yêu mến của đông đảo người hâm mộ. Không chỉ tỏa sáng trên sân, Linh Chi luôn được xếp vào danh sách những hoa khôi xinh đẹp của làng bóng truyền Việt Nam mà danh hiệu Hoa Khôi Đài Truyền hình Việt Nam COP 2015 là bằng chứng rõ nét nhất về điều này. Cùng năm đó, Linh Chi cũng thi đấu xuất sắc để giành luôn danh hiệu truyền hai xuất sắc nhất của Đài Truyền hình Việt Nam COP 2015, giải vô địch quốc gia và đoạt huy chương bạc SEA Games. Với lối thi đấu biến hóa, đầy thông minh và có cả sự tinh quái, Linh Chi là niềm cảm hứng cho đồng đội mỗi khi góp mặt ở trên sân. Bên cạnh đó, nữ truyền hai xinh đẹp còn nguy hiểm ở khâu phát bóng cũng như bám chắn. Trước sự toàn diện cùng độ uy tín của mình, Linh Chi được tin tưởng trao chức đội trưởng Bộ Tư lệnh Thông tin vào năm 2017. Đây là giai đoạn mà đội bóng này đang trải qua thời kỳ khó khăn về chuyển giao lực lượng. Với vai trò đội trưởng, Linh Chi đã truyền cảm hứng cho đồng đội, các đàn em vượt qua thời điểm khó khăn. Trong sự nghiệp thi đấu của mình, Linh Chi đã giành hơn 10 danh hiệu truyền hai xuất sắc. Đỉnh cao nhất của cô là năm 2018 khi Hot Girl quê Phú Thọ đã thâu tóm danh hiệu truyền hai xuất sắc ở tất cả các giải đấu lớn gồm Cúp Hùng Vương, Giải Vô Địch Quốc gia cũng như tại Đài Truyền hình Việt Nam Cup 2018. Một chiến tích vô tiền khoáng hậu trong làng bóng truyền nước nhà. Bên cạnh đó, Linh Chi cũng chơi rất hay và để lại ấn tượng đậm nét tại ACS 2018, giúp tuyển Việt Nam trở thành đối thủ khiến nhiều đội bóng hàng đầu châu lục có phần e rè khi đối đầu. Cuối năm 2018 trong trận chung kết giải bóng truyền vô địch quốc gia ở set năm quyết định linh chi sau một tình huống tiếp đất không tốt đã bị ngã và phải nhờ đến sự chăm sóc của đội ngũ y tế nữ truyền hai này được xác định đã bị đứt dây chẳng chéo trước của chân phải đây là chấn thương rất nặng ảnh hưởng trực tiếp đến gối và buộc phải phẫu thuật gấp điều này đã tạo nên cú sốc lớn với cá nhân linh chi cũng như làng bóng truyền nước nhà trải qua hơn một năm điều trị tìm lại cảm giác với trái bóng cũng như cảm hứng thi đấu của chính bản thân mình Linh Chi đã trở lại sân đấu vào năm 2019. Cô tiếp tục là chỗ dựa vững chắc cho các đồng đội tại Bộ Tư lệnh Thông tin để đội bóng này lập nên kỷ lục 3 lần liên tiếp vô địch quốc gia, cũng như kỷ lục vô tiền khoáng hậu 12 lần lên ngôi tại sân chơi bóng truyền cao nhất Việt Nam. Bên cạnh đó, Linh Chi còn giành luôn danh hiệu truyền hai xuất sắc tại giải vô địch quốc gia 2020. Đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của nữ truyền hai sinh năm 1990. Trải qua 15 năm thi đấu đỉnh cao, Linh Chi đã giành được nhiều thành tích ở các đấu trường từ cấp độ tuyển quốc gia cho đến câu lạc bộ như Đài truyền hình Việt Nam Cup, SEA Games. Mặc dù không may gặp phải chấn thương, nhưng ở mùa giải 2020, Nguyễn Linh Chi đã có một sự trở lại tuyệt vời. Sự ổn định của cô giúp đội bóng truyền nữ bộ tư lệnh thông tin có được phong độ cao nhất khi toàn thắng tất cả các trận tại Bắc Ninh và giành được chức vô địch ở mùa giải này. Cùng với đó, Nguyễn Linh Chi giành luôn giải truyền hai xuất sắc nhất. Đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của cô truyền hai này. Tại mùa giải vô địch quốc gia 2021, đội trưởng Nguyễn Linh Chi ít được huấn luyện viên Phạm Minh Dũng đưa vào sân. Phải đến trận gặp Kinh Bắc Bắc Ninh, truyền hai này mới được tung vào sân thi đấu. Mặc dù ít được thi đấu nhưng Nguyễn Linh Chi vẫn luôn thể hiện được kinh nghiệm dày dặn và khát khao công hiến của mình mỗi khi ra sân. Tuy nhiên, giữa năm 2022, Nguyễn Linh Chi bất ngờ lên tiếng xác nhận rằng mình đã nghỉ thi đấu. Thời điểm ấy, không ít người hâm mộ tin rằng truyền hai người phú thọ này dã từ cuộc chơi để lấy chồng. Và rốt cục điều đó đã xảy ra khi Nguyễn Linh Chi kết hôn cùng một nửa vào tháng 7 cùng năm. Nguyễn Linh Chi giải nghệ là tổn thất không hề nhỏ đối với bóng truyền nữ Việt Nam. Tuy vậy, không có gì là mãi mãi cả, đặc biệt là trong thể thao. Đến một lúc nào đó, các vận động viên đều sẽ phải dừng lại, chuyển hướng đi khác cũng như lo cho cuộc sống cá nhân. Và mới đây, sau khi Bộ Tư lệnh Thông tin công bố danh sách vận động viên tham dự Cúc Hoa Lư Bình Điền 2024, một trong những cái tên đáng chú ý nhất xuất hiện chính là truyền hai xuất sắc hàng đầu bóng truyền Việt Nam một thời chính thức tái xuất ở tuổi 34. Trong màu áo binh chủng thông tin trường Tươi Bình Phước ở mùa giải năm nay, Nguyễn Linh Chi là một trong những vận động viên bóng truyền được yêu mến bậc nhất nhờ vào tài năng và nhan sắc của mình. Linh Chi đã có tên trong danh sách đăng ký thi đấu của binh chủng thông tin tại Cúp Hoa Lư Bình Điền 2024 diễn ra từ ngày 27 tháng 2 tới. Trước đó, ở buổi đấu tập với Việt Tin Banh tháng trước, thời điểm truyền hai số 1 của đội bóng này, đoàn thị Lâm Oanh đang trong thời gian cho mượn ở Thái Lan, vận động viên sinh năm 1990 cũng đã sỏ giày vào sân thi đấu. Đội hình của binh chủng thông tin đang là sự kết hợp nhuẩn nhuyễn giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Đội bóng quân đội sở hữu hai cầu thủ kỳ cựu Nguyễn Linh Chi và Âu Hồng Nhung, những tuyển thủ hàng đầu của đội tuyển quốc gia. Hoàng Thị Kiều Trinh, Đoàn Thị Lâm Oanh cùng những tài năng trẻ như Nguyễn Huỳnh Phương Thùy, Phạm Quỳnh Hương. Với việc đưa về chủ công xuất sắc nhất giải vô địch quốc gia Thái Lan, Siriwan Dicky, huấn luyện viên Phạm Minh Dũng đang rất quyết tâm làm nên những điều lớn lao cùng binh chủng thông tin trong năm này.